Kìa, vườn xoài nhà ông Điền cũng đã đạt chứng nhận Global Gap. Sau một thời gian lơ là việc đầu tư, nghe thông tin xuất khẩu nửa đầu năm rất thuận lợi, ông cũng mong muốn đầu tư lại các chứng nhận chất lượng để xoài bán được giá tốt hơn nữa. Vô Global Gap lại chắc có thể phải đăng ký lại. Cũng nghe là cái xoài này thì nếu mà sạch bệnh là xuất khẩu được Tây Á hoặc châu Phi, châu Mỹ gì cũng được hết. Kết nối với doanh nghiệp để tiêu thụ, bên cạnh đó là cái chủ yếu của cái người nông dân, của ngành nông nghiệp là tập trung hướng dẫn cho nông dân sản xuất theo cái chuẩn mà được Việt Gap hoặc là Global Gap rồi đó, thì cái thị trường người ta mới chấp nhận, cái doanh nghiệp mới chấp nhận. Kết quả xuất khẩu ấn tượng với mức tăng hơn 64%, có từ sự đóng góp rất lớn của thị trường Trung Quốc. Việc xuất khẩu chính ngạch được nhiều loại rau quả trong nghị định thư cũng tạo động lực cho việc tập trung nâng cao chất lượng trồng trọt của nông dân. Bảo đảm thương hiệu và bảo đảm những cái hàng rào kỹ thuật Trung Quốc thì Trung Quốc tiếp tục sẽ cấp thêm những mã số vùng trồng và nhà máy đóng gói để cho cái sản lượng chúng ta vẫn đảm bảo vào thị trường Trung Quốc, tại nhu cầu thị trường Trung Quốc rất là cao. 6 tháng đầu năm, các kim ngạch xuất khẩu đã đạt mức 2,75 tỷ đô la Mỹ. Hiệp hội rau quả Việt Nam cho rằng mục tiêu 5 tỷ đô la Mỹ là hoàn toàn trong tầm tay. Trong những tháng sắp tới thì cái vùng sầu riêng ở Tây Nguyên sẽ được đưa vào xuất khẩu, cộng thêm với những mặt hàng và những thị trường mới khác nữa thì năm 2023 có thể đạt hoặc vượt con số 5 tỷ đô sớm hơn kế hoạch 2 năm, cái quy hoạch của Bộ Nông nghiệp. Hiệp hội rau quả Việt Nam cũng cho rằng hiện nay nước ta mới chỉ được phép xuất khẩu sầu riêng tươi sang Trung Quốc. Trong tương lai, nếu việc đàm phán xuất khẩu sầu riêng đông lạnh thành công, kim ngạch mặt hàng này còn có thể tăng lên gấp nhiều lần.